Chào các bạn đang theo dõi môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu của chương trình đào tạo từ xa khoa công nghệ thông tin trường đại học khoa học tự nhiên. Học kỳ này tôi sẽ phụ trách các bạn môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Nếu trong quá trình học có thông tin gì cần liên lạc thì các bạn hãy liên hệ với địa chỉ mail trên màn hình. Môn học này có 45 tiết lý thuyết tương đương với 3 tín chỉ và 30 tiết thực hành tương đương với 1 tín chỉ. Như vậy thì trong suốt quá trình học môn này thì các bạn sẽ dùng hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server. Còn cái việc xanh của SQL Server nó là tùy các bạn muốn sử dụng phiên bản mấy thì cũng được, nhưng mà tôi đang sử dụng phiên bản 2000 cho dung lượng nó dễ dàng cài đặt trên máy, còn thì các bạn có thể cài các phiên bản 2005, 2008 vân vân thì đều có thể phục vụ cho thực hành của môn này được. Có điều rằng là các bạn hãy biết một điều rằng là những cái tính năng mà chúng ta cần thực hành thì mặc dù cũng khác nhau đối với các phiên bản khác nhau, tuy nhiên rằng là cái sự khác nhau đó cũng không có nhiều lắm, cho nên nếu mà các bạn sử dụng một cái phiên bản nào đó thì hãy xem trong cái và trong lúc cài đặt thì hãy cài cái books online, tức là cái hướng dẫn sử dụng cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu mà các bạn đang sử dụng. Thì những cái khác biệt tương ứng của từng cái phiên bản thì các bạn hãy tìm hiểu trong cái hướng dẫn của cái books online tương ứng. Còn thì những tài liệu mà sắp tới chúng ta sẽ phải làm việc đến thì tôi sẽ gửi cho các bạn thông qua cái chương trình phục vụ đào tạo từ xa của trường, tức là cái chương trình mà các bạn đang ngồi giao tiếp với tôi đây. Tất cả những bài giảng tôi sẽ gửi cho các bạn, mặc dù rằng là các bạn cũng đã hy vọng là các bạn hiện thời các bạn đã giữ, tôi không rõ rằng là bộ phận kỹ thuật đã gửi cái phim upload cho các bạn hay chưa, nhưng mà kể từ cái buổi học đầu tiên hôm nay thì chúng tôi sẽ cố gắng gửi tất cả các tài liệu gồm có phim upload và slide bài giảng cộng với hệ thống bài tập của cái suốt cái môn học này cho các bạn sớm nhất. Mục đích của môn học này đó là cung cấp cho người học kiến thức về nguyên lý làm việc của hệ quản trị cơ sở dữ liệu để hiểu và can thiệp vào quá trình quản lý dữ liệu của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu, nhằm làm cho hệ quản trị cơ sở dữ liệu đáp ứng công việc một cách hiệu quả hơn. Như vậy thì từ trước tới giờ các bạn đã có giao tiếp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu thông qua môn học là cơ sở dữ liệu, phải không ạ? Các bạn cũng đã, nếu mà cái đối tượng của chúng ta là những người mà học mà nếu không phải là các bạn học các chương trình cũ thì các bạn đã làm quen với hệ quản trị cơ sở dữ liệu là SQL Server rồi, tôi nghĩ là như vậy. Chỉ trừ một số người trước kia học chương trình cũ và lâu rồi thì các bạn sẽ học Access chứ không phải là SQL Server. Còn thì tôi nghĩ rằng phần lớn chúng ta đã làm việc trên SQL Server. Có điều chúng ta chỉ làm việc ở cái góc độ rằng là ta khai báo cơ sở dữ liệu và thực hiện ngôn ngữ truy vấn, đó là ngôn ngữ SQL trên đó. Chúng ta chưa hề can thiệp, chưa hề sử dụng và can thiệp tới cái quá trình làm việc của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu, mà các bạn biết rằng mục đích của chúng ta sau này ra trường sẽ là, nếu mà các bạn đã học môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu này thì có nghĩa rằng là các bạn đã thiên về xu hướng rằng là sau này ra trường sẽ, thứ nhất là có thể là DBA, là cái người quản trị cơ sở dữ liệu, hoặc là cái người mà viết nên một application, tức là viết nên một cái ứng dụng, trong đó thành phần dữ liệu của cái ứng dụng đó sẽ được quản lý bởi một hệ quản trị cơ sở dữ liệu nào đó. Có thể đó là SQL Server hay Oracle hay là DB2. Như vậy thì chúng ta hiện tại chúng ta chỉ biết rằng là trên một hệ quản trị cơ sở dữ liệu, ví dụ như là các bạn đã biết SQL Server, ta có thể khai báo một cơ sở dữ liệu và chúng ta có thể thêm xóa sửa dữ liệu trên đó và chúng ta thực hiện một cái nhu cầu tìm kiếm thông qua ngôn ngữ SQL. Nhưng mà các bạn biết rằng là thực tế chúng ta sử dụng các chức năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu không chỉ là để chúng ta khai báo cơ sở dữ liệu và
thực hiện câu truy vấn trên đó, mà chúng ta cần nhiều tính năng nữa của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Ví dụ như là hệ quản trị cơ sở dữ liệu sẽ giúp cho chúng ta thực hiện các công việc một cách đồng thời. Thì các bạn nghe như vậy, các bạn có nghĩ rằng là cái việc thực hiện công việc một cách đồng thời nó có phải là một cái nhu cầu thiết yếu hay không? Ha. Thì chúng ta hay biết một điều rằng nếu thực hiện các giao tác, các bạn có quen với cái từ giao tác hay không ạ? Vì biết rằng là các bạn ngay tại thời điểm bây giờ thì các bạn biết rõ rằng là khi thực hiện một cái công việc nào đó thì chúng ta có thể thực hiện thông qua một cái gọi là thủ tục. Khái niệm thủ tục ở đây tôi nói giống như là khái niệm thủ tục mà các bạn học trong lập trình. Tuy nhiên, trong cơ sở dữ liệu thì cái khái niệm thủ tục đó được hiểu một cách là đặc biệt hơn một chút, đó là một công việc trong sự khi mà xử lý dữ liệu không phải là được thực hiện một cách như là cái thủ tục trong lập trình như các bạn biết, đó là việc thực hiện tuần tự các câu lệnh là xong, mà trong cơ sở dữ liệu thực hiện công việc có thể phải đôi khi phải thực hiện theo một cái cách, có nghĩa là tất cả các công việc, tất cả các câu lệnh trong một tập hợp các câu lệnh mà ta gọi là thủ tục đó, tất cả các câu lệnh phải được thực hiện tất cả hoặc là tất cả các câu lệnh đều không được thực hiện, thì cái khái niệm đó chúng ta được gọi là giao tác. Các bạn có hiểu khái niệm đó không ạ? Tôi nói lại rằng là tôi dùng cái khái niệm giao tác, nhưng mà các bạn chưa quen với giao tác là gì, thì tôi nói rằng là giao tác như là một thủ tục nhưng có đặc điểm rằng là hoặc tất cả các thao tác trong một giao tác đều được thực hiện, hoặc không có giao tác nào, không có thao tác nào trong cái giao tác đó được thực hiện. Thì đặc điểm của giao tác là như vậy. Vậy thì vì sao mà cái chúng ta đòi hỏi rằng là phải thực hiện công việc theo kiểu là giao tác như là tôi vừa trình bày, thì cái phần này chúng ta sẽ được học trong cái chương đầu tiên về kỹ thuật, đó là chương số 2 là giao tác và xử lý đồng thời. Còn bàn tới cái việc là vì sao phải thực hiện công việc một cách đồng thời, như tôi nói với các bạn rằng là các bạn biết khai báo cơ sở dữ liệu, biết thực hiện nhu cầu truy vấn trên đó, nhưng các bạn nhu cầu của chúng ta thực tế là chúng ta cần thực hiện công việc một cách đồng thời. Thì nói rằng là vì sao thực hiện công việc một cách đồng thời là cần thiết, thì trả lời rằng là nếu mà thực hiện các giao tác, bây giờ chúng ta quen dùng từ giao tác rồi nha các bạn, vậy thì nếu chúng ta thực hiện công việc theo kiểu là giao tác, nếu các giao tác cho thực hiện trên một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mà các giao tác thực hiện một cách tuần tự, tương đương với cái việc rằng là các bạn ví dụ như là đăng ký học phần, có vài trăm sinh viên đăng ký học phần trong vòng là một tuần lễ, vậy thì nếu mà cho thực hiện công việc một cách tuần tự thì rất có thể lắm tại một cái thời điểm mà cao điểm nào đó, ví dụ như là sắp tới ngày kết thúc đăng ký học phần, thì có rất là nhiều sinh viên lúc đó mới quyết định vô đăng ký học phần, thì sẽ có cái tình trạng nếu mà cho công việc đăng ký học phần này thực hiện một cách là tuần tự, thì tôi dùng cái thuật ngữ là giao tác đăng ký học phần cho thực hiện một cách tuần tự, thì rất có thể rằng là cái việc đăng ký học phần sẽ bị trì trệ, vì cứ người này phải đợi cho người kia thực hiện xong thì mới đến lượt mình, và đợi không biết đến khi nào mới là đến lượt của mình, bởi vì các bạn đang ngồi trên một cái hệ thống mà không phải rằng là mọi người ngồi tại một nơi để biết rằng ai đã thực hiện xong, mà các bạn đang ngồi trên một cái hệ thống client server, một người không biết rằng là khi nào thực hiện xong, các bạn cứ vô thử và sai để biết rằng là đã đến lượt tôi hay chưa, và cái việc đó diễn ra một cách rất là trì trệ. Như vậy thì tôi vừa nói với các bạn rằng là nếu thực hiện giao tác một cách tuần tự thì hệ thống sẽ làm việc không hiệu quả. Như vậy thì tôi vừa đưa ra một cái ví dụ cho các bạn biết rằng chúng ta học cơ sở dữ liệu xong thì chúng ta chưa biết sử dụng một cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu sao cho hiệu quả. Có nghĩa rằng là thực tế có những nhu cầu về xử lý dữ liệu mà chúng ta không biết rằng hệ quản trị cơ sở dữ liệu có hỗ trợ cho chúng ta điều đó, và chúng ta không biết sử dụng cái tính năng đó của hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Có nghĩa rằng là
chúng ta dùng hệ quản trị cơ sở dữ liệu mà chúng ta không biết sử dụng tính năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu để cho làm cho cái công việc của chúng ta được thực hiện một cách hiệu quả hơn. Như vậy thì môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu này sẽ giúp cho các bạn hiểu được rằng là những cái cơ chế hay là những cái cách thức, những cái kỹ thuật để cho cái quá trình quản lý dữ liệu của chúng ta được thực hiện một cách hiệu quả hơn. Ví dụ như là cái kỹ thuật mà điều khiển đồng thời, cái nhu cầu thực hiện công việc một cách đồng thời giống như là tôi vừa trình bày cho các bạn. Ngoài ra thì ngoài cái kỹ thuật ngoài cái kỹ thuật xử lý công việc một cách đồng thời như tôi vừa nói, thì có nhiều cái tính năng khác mà chúng ta cũng cần phải biết, ví dụ như là quản lý về an toàn và bảo mật dữ liệu như thế nào, hay là làm sao để xử lý dữ liệu nhanh trên một hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Trước giờ ta làm việc trên tập dữ liệu nhỏ thì cái nhu cầu mà xử lý công việc nhanh chưa được đặt ra, nhưng tới một lúc nào đó khi cơ sở dữ liệu chúng ta có dung lượng lớn và cái nhu cầu thực tế là thời gian hồi đáp phải tức thời, phải là trong vòng vài giây gì gì đó mà chúng ta không biết khai thác tính năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu, thì có nghĩa rằng chúng ta không có đáp ứng được cái nhu cầu thực tế. Như vậy thì hay là chẳng hạn như cái làm sao để chúng ta học xử lý đồng thời, chúng ta biết sử dụng tính năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu, chúng ta làm sao can thiệp được vào các tham số mà quy định về cái việc xử lý đồng thời của hệ quản trị cơ sở dữ liệu để mà cái kỹ thuật xử lý đồng thời hỗ trợ cho chúng ta một cách là phù hợp nhất có thể được. Thì đó là cái mục đích của môn học này. Như vậy thì nói tóm lại, mục đích môn học này là gì? Là ta biết dùng hệ quản trị cơ sở dữ liệu nhưng ta chưa biết dùng nó một cách hiệu quả. Vậy bây giờ chúng ta hãy hiểu cái cơ chế hoạt động của hệ quản trị cơ sở dữ liệu ở cái một số tính năng cần thiết, ví dụ như là xử lý đồng thời, ví dụ như là quản lý dữ liệu khi có sự cố, ví dụ như là làm sao để bảo đảm dữ liệu một cách là bảo đảm cho dữ liệu không bị truy cập một cách bất hợp pháp, hay là làm sao cho hệ quản trị cơ sở dữ liệu hỗ trợ cho người dùng thực hiện công việc một cách nhanh chóng. Thì đó là những cái tính năng mà chúng ta sẽ học trong môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu này. Rõ ràng những điều đó các bạn chưa biết trong nội dung của môn cơ sở dữ liệu mà trước đó các bạn đã học. Tôi sẽ nói qua về vai trò môn học trong hệ thống các môn học mà các bạn sẽ học trong khi các bạn theo học ngành hệ thống thông tin của khoa công nghệ thông tin này. Các bạn có đang theo dõi không ạ? Hiện tại thì tôi nhìn trên màn hình giao tiếp với các bạn, tôi thấy khoảng là 10 người, khoảng 10, 12 người gì đó đang online, nhưng mà trong đó có một số anh chị đã học môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu này rồi, không biết rằng cái sao các anh chị lại online tiếp ạ? Tôi biết là các anh chị vừa thi xong nhưng mà chưa có kết quả, thì không biết rằng là vì sao các anh chị lại tiếp tục online ở cái buổi học này. Các bạn cứ giao tiếp qua cái kênh này nha các bạn. Có chị Huệ hỏi rồi, vậy chứ sao mà cái điểm thi vừa rồi có hay chưa? Thì tôi mới vừa nhận bài thôi chị Huệ ơi. Tôi mới vừa nhận bài cách nay mấy ngày gì đó, tôi chưa có chấm xong. Mà sao mới thi xong mà lại lên online rồi? Các bạn có điều gì thắc mắc trong cái buổi học này thì các bạn cứ hỏi nha. Đây là buổi học đầu tiên, nếu mà có điều gì các bạn chưa rõ thì các bạn cứ gửi cái thông tin lên diễn đàn, lên cái trang thảo luận này để mà chúng ta cùng giải quyết nha. Ví dụ như là có nhu cầu gì đó hay là cái môn học này có điều gì đó các anh chị chưa rõ thì cứ gửi thông tin lên cho tôi biết. Thì tôi sẽ nói vai trò của môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu này trong hệ thống các môn học của trong hệ thống các môn học chuyên ngành của bộ môn hệ thống thông tin. Vậy thì các bạn biết rằng là
Bấy nhiêu đây đó là các môn học liên quan tới để mà hỗ trợ kiến thức cho một sinh viên của ngành hệ thống thông tin của khoa công nghệ thông tin trường đại học khoa học tự nhiên ra trường có thể làm việc được. Mục đích là gì? Là có thể xây dựng được một ứng dụng. Như vậy thì môn cơ sở dữ liệu, mục đích đó là giúp cho các bạn hiểu được cách tổ chức dữ liệu và biết truy xuất dữ liệu. Còn cái môn cơ sở dữ liệu nâng cao, không biết là các bạn đã học môn cơ sở dữ liệu nâng cao hay chưa? Mục đích của môn này là giúp cho các bạn biết thiết kế cơ sở dữ liệu, trong khi môn cơ sở dữ liệu thì giúp các bạn chỉ hiểu một cơ sở dữ liệu đã được thiết kế trước. Còn môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu thì giúp cho các bạn sử dụng được các tính năng của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu cho hiệu quả. Được chưa các bạn? Và cuối cùng là môn phân tích thiết kế hệ thống thông tin. Đây là một môn chuyên ngành cuối cùng để mà vận dụng, phối hợp các kiến thức mà các bạn đã học ở các môn học trước đó, đó là cơ sở dữ liệu nâng cao và hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Chương trình hiện tại thì có bổ sung thêm một môn học nữa, đó là môn an toàn và bảo mật dữ liệu trong hệ thống thông tin. Như vậy thì môn này cũng là cái môn mà hỗ trợ kiến thức cho cái môn học cuối cùng, đó là phân tích thiết kế hệ thống thông tin, để mà môn an toàn và bảo mật dữ liệu trong hệ thống thông tin giúp cho các bạn biết cách sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu để đáp ứng cho các yêu cầu của một hệ thống về bảo mật, các yêu cầu về bảo mật của một hệ thống, ví dụ như là các chính sách bảo mật và riêng tư dữ liệu hay là chính sách riêng tư người dùng vân vân. Thì làm sao để mà chúng ta dùng các tính năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu đáp ứng các yêu cầu đó. Như vậy thì môn cơ sở dữ liệu, xin lỗi, môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu giữ một vai trò quan trọng là giúp cho các bạn biết được các nhu cầu thực tế và biết sử dụng các tính năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu để đáp ứng cho các nhu cầu đó. Kiến thức nền tảng là yêu cầu các bạn hãy học xong môn cơ sở dữ liệu, và trong quá trình các bạn học môn học này thì các bạn cũng phải biết viết thao tác, tức là như lúc nãy tôi giới thiệu với các bạn, đó là khi ta xử lý một cái công việc nào đó thì chúng ta phải thực hiện những công việc gì và xử lý theo cái cách thức nào, tức là thuật toán. Thì các bạn biết cách thao tác trên cơ sở dữ liệu và biết cấu trúc dữ liệu và giải thuật để mà chúng ta có thể làm việc được, biết một chút kiến thức về hệ điều hành, biết toán rời rạc để biết được rằng là về toán logic. Thì đó là cái yêu cầu mà các bạn môn học trước này là môn học tiên quyết nha các bạn. Còn yêu cầu về kiến thức đó là sinh viên nên có kiến thức về môn cấu trúc dữ liệu, hệ điều hành và toán rời rạc. Như vậy thì nên có thôi, đó là lời khuyên. Còn nếu mà các bạn cũng không chắc lắm về kiến thức đã học, hoặc là có những môn học nào đó do các bạn học ở một trường khác mà các bạn chưa có học những môn này, thì các bạn hãy tự tin một điều rằng là cái điều đó các bạn cũng sẽ được nhắc lại, nếu mà các bạn chưa biết thì cũng sẽ được nhắc lại ở môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu này. Còn kiến thức mà chúng ta cần ở cái khối kiến thức toán rời rạc á thì chẳng qua liên quan tới logic mệnh đề. Thì tôi nghĩ rằng là nếu mà các bạn không học môn toán rời rạc thì những kiến thức ở cấp 3 học rồi thì chúng ta cũng có thể hiểu được những cái gì mà tôi truyền đạt liên quan tới toán rời rạc trong môn học này. Nội dung môn học là gồm có 5 chương. Chương 1 là tổng quan, chương 2 đó là xử lý công việc theo giao tác và thực hiện công việc một cách đồng thời. Chương 3 đó là phục hồi dữ liệu khi có sự cố và an toàn dữ liệu. Chương 4 đó là cách thức lưu trữ dữ liệu và truy xuất dữ liệu. Và chương 5 đó là xử lý và tối ưu hóa câu truy vấn. Hình thức tính điểm, hình thức đánh giá môn học này là tôi phụ trách 7 điểm lý thuyết. Giáo viên thực hành sẽ phụ trách 3 điểm thực hành. Và hình thức thi đó là thi trắc nghiệm. Thi trắc nghiệm và được sử dụng tài liệu. Có nghĩa rằng là các bạn sẽ không phải nhớ các thuật toán, không phải học thuộc các thuật toán hay là các kiến thức gì đó, mà các bạn hãy học và biết sử dụng chúng. Đây là tài liệu tham khảo. Thì các bạn thấy rằng là đây là những cái tài liệu tiếng Anh. Thì các bạn kiếm ở đâu ra những tài liệu này? Thì tôi nói rằng là ví dụ như cái quyển đầu tiên, quyển này rất là kinh điển, những ai mà đã
đầu tư tài liệu tham khảo ngay từ cái môn học cơ sở dữ liệu thì các bạn cũng có thể sử dụng cái tài liệu này rất là tốt để phục vụ cho môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu này. Và ở đâu thì có tài liệu này, các bạn có thể search trên mạng để ra cái phiên bản, thậm chí đó là cái phiên bản thứ sáu, phiên bản thứ năm hay thứ sáu gì đó của cái quyển tài liệu đầu tiên mà tôi đang giới thiệu trên màn hình đây, thì cũng đủ để cho các bạn học cái môn học này rồi. Còn ngoài ra thì các bạn có thể kiếm thêm các tài liệu, hai tài liệu bên dưới, ba tài liệu bên dưới. Thì các tài liệu này, mỗi một tài liệu có một cái đặc điểm riêng và đều có thể phục vụ tốt cho môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu này cả. Thành ra nếu mà có điều kiện, các bạn hãy tìm những cái tài liệu này và chúng ta dùng nó như là sách tham khảo, có nghĩa rằng là khi nào chúng ta cần cái khối kiến thức gì thì chúng ta hãy tìm đọc cái khối kiến thức liên quan đó, chứ không phải là đọc tất cả. Như vậy thì tôi vừa giới thiệu với các bạn rằng là môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu này thời lượng là bao nhiêu, cách thức giao tiếp giữa tôi và các bạn đó là thông qua chương trình quản lý đào tạo từ xa, như là các bạn đang ngồi và giao tiếp với tôi như thế này. Xong nguyên tắc làm việc đó là như thế này các bạn. Ngoài cái thi cử, tài liệu tham khảo, thì các bạn hãy biết cái nguyên tắc làm việc của chúng ta sắp tới là như thế này. Vì các bạn đang theo học chương trình đào tạo từ xa, thành ra tôi không thể ngồi giảng bài lại tất cả những cái gì mà trên màn hình mà tôi đang chiếu cho các bạn xem, mà các bạn hãy xem phim offline trước. Và trong cái buổi học online này là để cho các bạn hỏi, các bạn có nắm rõ không ạ? Như vậy thì những cái gì mà cần trình bày thì tôi sẽ, những cái gì lưu cần phải lưu ý để mà nắm một cái vấn đề nào đó thì tôi sẽ chủ động tôi trình bày lại cái vấn đề đó để cho mọi người hiểu vấn đề một cách rõ ràng. Còn thì tôi sẽ không phải giải thích lại từng cái slide, bởi vì bài giảng mà giải thích từng slide thì tôi đã cung cấp cho các bạn thông qua phim offline. Như vậy thì trong cái buổi online, tôi hy vọng rằng là trong quá trình học mọi người sẽ sắp xếp được và có mặt để mà chúng ta cùng đặt ra câu hỏi, cùng thảo luận. Và thêm một điều như thế này, lúc nãy tôi có nói với các bạn rằng là ngoài cái bài giảng tôi sẽ gửi cho các bạn để các bạn tiện theo dõi, thì tôi sẽ gửi cho các bạn luôn rằng là cái kế hoạch online, có nghĩa rằng là qua đó các bạn sẽ biết được rằng là mỗi ngày, mỗi buổi học thì chúng ta, nội dung làm việc của chúng ta là cái gì. Và bên cạnh cái bài giảng với kế hoạch online thì tôi cũng sẽ gửi luôn hệ thống bài tập. Vậy thì mỗi một buổi học, mỗi một buổi online chúng ta phải chuẩn bị điều gì? Và chúng ta phải làm cái gì ở nhà, phải hoàn tất những cái bài tập nào, thì trong cái kế hoạch online tôi sẽ nêu một cách rõ ràng. Qua đó các bạn theo dõi được rằng là chúng ta học đến đâu và chúng ta phải nắm được những kiến thức gì. Vậy thì các bạn đã rõ cái nguyên tắc làm việc của mình không ạ? Tôi sẽ không có dùng cái thời gian online này để tôi giải thích lại một cách cặn kẽ tất cả những cái slide trong bài giảng mà tôi đã gửi cho các bạn, mà các bạn hãy bỏ thời gian ra để xem bài giảng trước. Và trong cái buổi online này tôi sẽ để thời gian cho các bạn hỏi tất cả những cái gì mà bạn muốn hỏi. Nếu như theo mong muốn của tôi thì tôi mong rằng là các bạn hãy đọc hiểu, và cái buổi sau các bạn có thể rằng là đã hiểu kiến thức, đã tiếp thu được, đã vận dụng làm bài tập được, thì cái buổi sau đó, có nghĩa rằng là ví dụ như hôm nay học về điều khiển đồng thời, các bạn đã hiểu, đã hỏi và hỏi hiểu một cách cặn kẽ các kiến thức rồi, thì cái buổi online hôm sau các bạn được phép, được quyền hỏi những cái bài tập liên quan, nếu như mà các bạn đã suy nghĩ, đã bắt tay vô làm và gặp phải vướng mắc gì đó. Như vậy thì tôi không mong một cái điều rằng là các bạn để tới cuối cùng rồi thì hỏi lại là bài tập đó làm như thế nào, mà tôi mong rằng cái câu hỏi của bạn rất là cụ thể, có nghĩa rằng là tôi đã làm bài tập đó, tôi nhìn nhận vấn đề đó như thế nào rồi, theo quan điểm của tôi đưa ra một cách giải quyết như thế nào, vậy thì có ổn thỏa hay không. Tôi thích những câu hỏi dạng như vậy hơn, có nghĩa rằng là các bạn đã xem xét cái bài tập đó, đã suy nghĩ và đã đưa ra giải pháp, và các bạn không biết rằng là cái giải pháp đó có đúng hay không, hay là có gì bàn bạc thêm hay không, thì
Tôi sẽ thích cái dạng câu hỏi như vậy hơn, là các bạn hỏi rằng là bài tập đó làm như thế nào bạn không biết làm ha. Như vậy thì các bạn hãy đọc trước bài giảng, hãy suy nghĩ, hãy làm bài tập, rồi thì các bạn lúc đó các bạn hãy mạnh dạn đặt ra câu hỏi cho tôi. Và tôi nghĩ rằng là với cái phương pháp học như vậy thì khi mà các bạn học cái môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu này thì cũng không có mấy là khó khăn để mà chúng ta hoàn tất. Thêm một điều nữa rằng là lúc nãy tôi nói với các bạn rằng là lúc nãy tôi nói với các bạn rằng là chúng ta sẽ chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server để mà thực hành, phiên bản nào cũng được. Vậy thì các bạn sẽ đưa ra một cái thắc mắc rằng là học môn này là môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu chứ không phải là môn học về hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server. Vậy thì sau này khi ra trường thì các bạn có thể làm việc trên những hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác, SQL Server được hay không? Thì câu trả lời rằng là được. Ở đây tôi dạy hệ quản trị cơ sở dữ liệu chứ tôi không dạy hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server. Các bạn hãy phân biệt điều đó. Tôi mượn môi trường SQL Server để minh họa cho những cái gì mà các bạn học được trong môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu này. Vậy thì những cái kiến thức này nó có phụ thuộc hoàn toàn với SQL Server hay không? Thì nói rằng là những cái gì mà minh họa cho môi trường SQL Server để cho làm rõ hơn một cái cơ chế nào đó thì hiển nhiên rằng là phụ thuộc với SQL Server. Vậy thì những cái gì mà các bạn học đó, các bạn sau này có thể vận dụng ở một cái môi trường, ở một cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác SQL Server được hay không? Thì nói rằng là hoàn toàn được. Miễn là các bạn nắm vững một hệ quản trị cơ sở dữ liệu, nắm vững cơ chế đó, kỹ thuật đó thì sau này các bạn làm việc trên một cái môi trường khác thì các bạn sẽ tìm thấy một cái điều tương tự như vậy. Mặc dù là hiển nhiên sẽ có một cái sự khác biệt nào đó, ví dụ như học các cơ chế khóa của hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server thì sau này khi làm việc trên Oracle thì cơ chế khóa nó có giống hay khác? Thì tôi nói rằng là có khác biệt đó về cái cách quản lý. Được, đồng thời trên hai hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác nhau. Tuy nhiên rằng là với những cái gì mà các bạn biết được ở môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu này, các bạn có thể rằng là tìm đọc tài liệu và có thể hiểu được một cái cơ chế tương tự ở một cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác. Như vậy thì còn thì cái vẫn có thể có những cái trường hợp nói rằng là cái học môn này chỉ làm trên SQL Server không, sau này làm trên môi trường Oracle chẳng hạn, tôi không biết làm. Thì cái đó tôi phải nói ra một cách cụ thể rằng là cái đó là do cái khả năng đọc hiểu và vận dụng của các bạn có giới hạn. Như vậy thì các bạn hãy biết rằng là cũng giống như chúng ta lập trình thì theo quan niệm của tôi thì tôi không đặt ra một cái yêu cầu rằng là các bạn phải biết lập trình trên một cái môi trường nào đó, mà tôi đặt ra một cái yêu cầu rất là tổng quát rằng là hễ biết lập trình trên một cái môi trường nào đó rồi, biết nguyên tắc lập trình thì cho dù môi trường nào đi nữa thì cái điều đó nó cũng là không phải rằng là một cái điều khó khăn để mà làm việc trên một cái môi trường mới. Như vậy thì miễn là các bạn biết sử dụng cái tính năng của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu nào đó thì cái điều đó các bạn có thể xoay sở, có thể mở rộng ra, có thể tìm hiểu trong một cái bối cảnh mới để mà có thể làm việc trên một cái môi trường khác. Một số bạn hỏi tôi vậy chứ. Một số bạn hỏi vậy chứ, tài liệu tiếng Việt thì tham khảo là tài liệu nào? Thì cái môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu này chưa có giáo trình. Bạn Trung ơi, môn này chưa có viết giáo trình cho môn này, hiện tại thì chỉ có một số giáo trình cho những cái môn ví dụ như là cơ sở dữ liệu chắc các bạn cũng đã sử dụng rồi phải không? Nhưng mà môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu thì chưa có giáo trình, vậy thì các bạn hãy cố gắng đọc tiếng Anh thôi. Chứ tài liệu tiếng Việt thì tôi không có quen dùng tài liệu tiếng Việt ở bên ngoài. Nếu mà các bạn có tìm thấy tài liệu nào đó sao trước đây thì tôi biết có cái quyển gọi là quyển sách dịch của tác giả là tôi không nhớ tên tác giả, không biết là phải Lương Quang Thiện hay không nữa.
mà sách đã sách dịch các bạn mà cái khái niệm nó cũng không có được cập nhật mấy nữa, kiến thức nó cũng không được cập nhật mấy. Thành ra nếu mà các bạn không quen thì các bạn đọc tạm cái tài liệu của ông Dương Quang Thiện hay phải không? Lâu quá tôi không dùng, tôi cũng không nhớ rõ. Vậy thì các bạn nên đọc những cái tài liệu tiếng Anh này. Mà tôi có một cái lời khuyên các bạn như thế này, rằng là đừng có ngại đọc tài liệu tiếng Anh. Khi mà đã học công nghệ thông tin rồi thì đừng có ngại đọc học tiếng Anh. Vì các bạn môn này mà các bạn ngại học tiếng Anh thì sau này sẽ còn vô số kiến thức mà chúng ta phải tiếp xúc với tài liệu tiếng Anh nữa, chứ không chỉ riêng cái môn học nào thôi. Thành ra các bạn hãy tập đọc tài liệu tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin đi, bởi vì cái điều đó sẽ rất là có lợi cho các bạn sau này. Còn mà học công nghệ thông tin mà toàn đi tìm tài liệu tiếng Việt để đọc không thì sẽ không có tài liệu tiếng Việt phù hợp để các bạn đọc đâu. Còn điểm thực hành chấm như thế nào? Thực hành thì tôi sẽ nói với giáo viên thực hướng dẫn thực hành, đó là thầy Lương Vĩ Minh. Lương Vĩ Minh các bạn đó giờ các bạn học qua thì cũng biết thầy rồi ha. Tôi sẽ nói thầy Lương Vĩ Minh đưa ra cái nguyên tắc thực hành và cách chấm điểm thực hành cho các bạn. Thì hồi trước giờ vẫn theo nguyên tắc đó là cho bài tập thực hành yêu cầu các bạn về nhà làm và gửi theo một cái deadline nào đó. Sau đó thì tới ngày thi, tới ngày mà gần thi thì tất cả các bạn sẽ tập trung tại trường khoa học tự nhiên để mà thi trực tiếp trên máy. Như vậy thì hồi trước giờ vẫn làm theo nguyên tắc đó. Nhưng mà dù gì đi nữa thì các bạn cũng nên là tiếp xúc với thầy Lương Vĩ Minh. Tôi sẽ nói thầy Minh gửi tất cả những cái nguyên tắc làm việc, những cái yêu cầu và các hệ thống bài tập lên cho các bạn. Vậy thì sau cái buổi học này thì tôi sẽ đề nghị thầy Lương Vĩ Minh đề ra một cái lịch làm việc đối với phần thực hành và cái nguyên tắc chấm điểm thực hành cho các bạn, nguyên tắc đánh giá thực hành cho các bạn rõ ha. Ngoài ra các bạn có thắc mắc gì nữa không? Trong chương tổng quan này, đây là chương số 1, là tổng quan về hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Rồi trong đây các bạn sẽ biết được rằng là các kiến thức tổng quan liên quan tới một hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Vậy thì những điều này các bạn hãy đọc, trong đây định nghĩa rằng là hệ quản trị cơ sở dữ liệu là gì, những người dùng liên quan, rồi các thành phần của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Và qua đó chúng ta sẽ biết được rằng là chúng ta chương trình học của môn chương trình của môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu này sẽ bao phủ những cái thành phần của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu, đó là quản lý giao tác, quản lý truy xuất đồng thời, quản lý an toàn và phục hồi dữ liệu, quản lý lưu trữ và truy xuất dữ liệu. Như vậy thì ở cái chương đầu tiên này các bạn hãy về nhà đọc giùm tôi và đó là màn hình sinh viên nhìn thấy. Các bạn nhìn thấy màn hình chưa?
Bạn có bạn hỏi gì chứ? Đã học môn kiểm chứng phần mềm và đã có chứng chỉ của trung tâm, vậy thì có được miễn học môn này hay không? Thì cái này chắc là không đó bạn ơi, tại vì không có cái sự liên thông giữa bên trung tâm với lại bên khoa công nghệ thông tin, thành ra để cho chắc thì các bạn hãy hỏi với phòng đào tạo lại giùm tôi, nhưng mà theo tôi biết thì là không được đó. Vậy thì các bạn có thắc mắc gì về môn học này hay không? Có đề nghị gì hay không? Không to gì, các bạn nhìn thấy màn hình này rồi tôi sẽ gửi tài liệu cho các bạn mà. Vậy thì nếu mà các bạn không có thắc mắc gì hết thì chúng ta sẽ chấm dứt cái buổi online đầu tiên ngày hôm nay ở đây. Còn thì trong những buổi tới, khi mà chúng ta đã có tài liệu và chúng ta đã chuẩn bị trước thì chúng ta sẽ làm việc theo như kế hoạch đã định nha các bạn. Các bạn có thắc mắc gì không? Nếu mà các bạn có thắc mắc gì đó, vẫn còn thắc mắc gì đó thì các bạn hãy gửi mail cho tôi theo cái địa chỉ mail này. Các bạn ghi nhận lại đi. Còn thì phần thực hành thì thầy Minh chịu trách nhiệm, thì thầy Minh sẽ thông báo cho các bạn nha. Vậy thì tôi chấm dứt buổi online đầu tiên này ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hy vọng rằng trong cái môn học này chúng ta sẽ hợp tác với nhau và đạt kết quả tốt. Mong rằng là các bạn sắp xếp được và online đầy đủ trong các buổi học, bởi vì đọc phim offline không thì có thể rằng là các bạn chưa có nắm rõ vấn đề đâu. Nếu mà chúng ta dự được những cái buổi offline như thế này thì chúng ta sẽ cùng thảo luận với nhau thì sẽ hiểu vấn đề một cách rõ ràng hơn. Thì hy vọng rằng là chúng ta sẽ gặp nhau đầy đủ hơn là cái buổi như là cái buổi đầu tiên như thế này, và các bạn sẽ cùng đóng góp và cùng thảo luận để mà chúng ta, chứ không phải là học một cách thụ động, để mà chúng ta sẽ hiểu rõ một vấn đề hơn. Thì tôi mong rằng là cái tinh thần học tập của chúng ta là như vậy. Vậy thì cảm ơn các bạn đã theo dõi cái buổi học này và hẹn gặp các bạn trong cái buổi online tuần sau. Xin chào các bạn. Các bạn hỏi gì chứ? Sao học buổi sáng thì vì cái lịch của chúng ta là như vậy rồi, tôi không thể thay đổi được. Vì cái lịch của hệ đào tạo từ xa này là thứ bảy chủ nhật mà các bạn, hoặc là các buổi tối thì tôi đã chọn buổi sáng thứ bảy.
Cảm ơn.